anh chàng shipper xấu số bất ngờ trở thành mục tiêu rượt đuổi của đám phú nhị đại. Mặc dù đã hết lời xin cầu cứu, bọn chúng vẫn phóng xe dương kiếm từ đằng sau. Cuối cùng còn xe quèn của anh không chạy nổi bất ngờ chặn lại bị đâm hất văng xuống đất. Đám phú nhị đại hung hãn cởi mũ dơ kiếm chuẩn bị ba chém một. Không ngờ chỉ vài cái xua tay của anh shipper cũng hất chúng ra xa sợ hãi mà bỏ chạy trước. Chưa kịp nhận ra sức mạnh của bản thân, lúc này một đoàn ô tô sang trọng nối đuôi nhau xuất hiện. Bước xuống là một vị tiểu thư xinh đẹp và nữ thư ký không hề kém cạnh của cô ta. Cô hái túm lấy người hứa phàm, không ngờ lại có thể giống nhau đến vậy. Có vẻ hứa phàm sắp được làm thế thân cho một chủ tịch giàu có của tập đoàn thiên hành. Lâm tiểu thư nhét vào áo anh một tấm danh thiếp, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại ngay lập tức hứa phàm sẽ trở thành người phụ trách tập đoàn tài chính lớn nhất trên thế giới. Bất ngờ anh lại phải chạy vội cho kịp giờ đơn hàng ship. Hành động lung túng ngu ngốc này khiến cho thư ký có phần bất an về vị trí chủ tịch sắp giao cho anh. Tại biệt thư xa hoa của Vương Gia đang diễn ra một bữa tiệc ăn chơi linh đình toàn mỹ nữ. Đây chính là địa điểm giao hàng của hứa phạm. Vừa vượt qua đám mỹ nữ háo trai lại vô tình phát hiện người yêu của mình đang xà nẹo trên đùi Vương Thiếu. Mặc dù bị phát hiện nhưng người yêu lại không hề sợ hãi ngược lại công khai ngoại tình với phú nhị đại còn để hắn ta chê bai khinh thường bạn trai khiến hứa phàm điên tiết ném luôn món hàng xuống đất. Vương Thiếu Túm lấy cổ hứa phàm đòi anh phải bồi thường đơn hàng gấp 10 lần để bắt nạt. Hắn ta đây chính là giám đốc nhân sự của tập đoàn Thiên Hành. Dù cho hứa phàm có tức đến mức nào chăng nữa cũng không dám động vào chỉ để hắn hành hạ cho sướng tay. Còn ăn ngay trao rượu tươi vào đầu. Trong giây phút ủy uất, hứa phàm rút điện thoại gọi cho Lâm Tiểu Thư đồng ý với yêu cầu của cô ấy. Ngay giây sau binh đoàn của Lâm Tiểu Thư xuất hiện bảo kê, cô nhanh chóng đỡ hứa phàm dậy rồi ra đối chất với Vương Thiếu. Hắn ta được thói ngạo mạn khoe khoang mình ăn to làm lớn ở tập đoàn Thiên Hành, ai cũng không dám động vào mà không ngờ người đứng trước mặt đây chỉ cần nói một câu là hắn về bốc đất ăn luôn. Thư ký tức giận thẳng tay tát cho hắn ngậm mồm lại, sau khi hắn hoàn hồn lập tức tuyên bố hứa phàm là con trai duy nhất của tập đoàn Thiên Hành. Để cho bọn chúng sáng mắt ra, Lâm tiểu thư liền gọi điện cho cấp dưới hủy toàn bộ chức năng của Vương thiếu trong tập đoàn. Vương thiếu vẫn đút tay túi quần mà cười nhạo vào mặt Lâm tiểu thư mà ngay giây sau ông chủ Ninh của hắn hớt hải chạy tới. Trước tiên là táng cho hắn tỉnh mộng, sau giới thiệu lâm tiểu thư đây chính là luật sư của tập đoàn thiên hành, cánh tay phải đắc lực của tập đoàn thiên hành. Đôi cầu nam nữ bắt đầu đua nhau đổi lỗi cho đối phương để xin tha thứ của hứa phàm, à người yêu lại càng mặt dày hứa chỉ yêu mình anh, trước nay đều là bị rủ dỗ, Cảm giác quyền lực đang đầy sức mạnh, hứa phàm thẳng chân đá văng tên vương thiếu, sau đó ném con dao xuống đất cho hắn tự hành xử cậu em của mình trước mặt tất cả mọi người. Hứa Phàm dõng dạc ra yêu cầu đối với các cấp dưới điều tra chi nhánh Kyoto mà Vương Thiếu đang đảm nhận. Ai cũng cảm thấy có vẻ cậu chủ trẻ đang trở về thời kỳ uy lực, không ai biết nãy giờ Hứa Phàm gồng chết mẹ. Hứa Phàm quay lại ra ba điều kiện với Lâm tiểu thư, thứ nhất là anh chỉ làm thời hạn một tháng, thứ hai là sẽ nhận được một triệu hoàn thành, cuối cùng là được thực tập tại tập đoàn Thiên Hành, không ai nghĩ Hứa Phàm lại thực sự chân chất chỉ cần ba điều kiện bé nhỏ như thế nên đồng ý luôn có điều anh không biết sắp tới sẽ phải học những gì để trở thành nhà tài phiệt thực thụ, còn sóng gió gia tộc nữa bởi vốn dĩ thiếu gia hứa ngụy thực sự bị giết chết bởi chính anh ruột của mình. Hứa Phạm lên xe còn đang băn khoăn xem mình xin một triệu có ít quá không thì lại nhận tin động trời. Gia phả hoàng tộc có cuộc chiến tranh giành quyền lực vô cùng khắc nghiệt, không những thế chủ tịch còn đã kết hôn với một nữ CEO xinh đẹp tài giỏi nhất Bắc Kinh. Hứa Phạm định mở cửa trốn vội nhưng bây giờ đã quá muộn để quay đầu. Lâm Tiểu Thư liền ném cho anh một tập thông tin cần học bao gồm sơ yếu lý lịch của thiếu gia thật và hàng loạt thông tin về công việc làm ăn triệu đô. Lâm Tiểu Thư mở ra một vali tiền đầy ụ, chỉ cần hứa phàm thành công tham gia buổi tiệc tuyên bố thừa kế, tất cả sẽ là của anh. Nhìn thấy tiền to kiếm cả đời không được, hứa phàm bắt tay vào học hành luôn, hang say đến ngủ chảy cả rãi. Buổi tiệc được tổ chức với sự tham gia của gần 100 đại gia tộc, tất cả đều kính nể trước sự xây dựng tập đoàn của nhị thiếu gia một mực tin tưởng ủng hộ hắn ta đứng đầu thiên hành. Nhị thiếu gia diện đồ nâu cười tít mắt đến khoe khoang về thành tựu to lớn của mình, tất cả những tên giàu có xung quanh hùa vào nịnh nọt nguyện chống lưng trải đường cho nhị thiếu gia. Thuận lòng dân được lòng thiên hạ, nhị thiếu gia vui vẻ chuẩn bị nhậm chức chủ tịch tập đoàn. Lúc này hứa phàm ăn mặc bảnh bao tiến vào hội trường ngăn cản, phải khiến cho em trai thất vọng vì mình không chết rồi. Nhị thiếu gia đương nhiên là không tin vào danh tính thật của anh, đại thiếu gia xưa nay được mệnh danh là con rồng của giới tiền tệ với khả năng chứng khoán đỉnh cao bỏ một đô la thu về trăm triệu đô la. Hắn đưa cho hứa phàm một chiếc máy tính bảng nhỏ yêu cầu anh chứng minh bằng cách thị phạm cho tất cả mọi người cùng thấy. Hứa phàm cầm máy tính bảng trên tay thì run rẩy sợ hãi, lại thêm áp lực từ phía nhị thiếu gia. Hắn ta rút thẳng kiếm ra chĩa vào mặt anh, nếu không đồng ý tham gia hay tham gia thất bại thì đều phải đổ máu ở đây để chuộc tội. Hứa phàm không còn sự lựa chọn nào khác liền nhắm mắt ấn bừa một loại cổ phiếu, ngay lập tức trên màn hình hiển thị đã lỗ mất một nửa. Tất cả mọi người đều cười lớn, chỉ với hành động ngu dốt này cũng đủ chứng minh anh là kẻ lừa đảo. Bởi trong mắt toàn bộ những người giàu có ở đây, Thiếu gia Hứa Ngụy là ông trùm kinh doanh mà không bao giờ thất bại dưới bất kỳ trường hợp nào. Đám thần dân xung quanh bắt đầu vạch trần Hứa Phàm là kẻ giả mạo chính gốc, tất cả đều cho rằng anh hám tiền hám vợ đẹp giàu sang phú quý của thiên hành sau đó lợi dụng mình có ngoại hình y hệt Thiếu gia nên mới vác mặt đến đây đòi quyền lực. Nói mau, là ai đã mang ngươi đến đây giả mạo? Hứa Phạm đang bối rối không biết phải giải thích ra sao thì may mắn cuối cùng Lâm Tiểu Thư cũng đến. Vừa đến cô đã tự tin Hứa Phạm sẽ kiếm được 100 triệu như đã cá cược, cho đến khi biết anh mua cổ phiếu của doanh nghiệp đã lỗ vốn 2 năm thì ngã ngửa. Hóa ra Hứa Phạm gà mờ đã bị tên nhị thiếu gia gài bẫy đưa doanh nghiệp đó lên đầu danh sách. Cũng vì thế tất cả mọi người xung quanh đều có thể làm chứng cho việc Hứa Phạm giả mạo. Không những thế mọi người còn quy tội cho thư ký Lâm cấu kết với kẻ giả mạo hòng chiếm đoạt tài sản của tập đoàn Thiên Hành nhị thiếu gia tức tối cho gọi người bị tống hai người vào tù trả giá cho tội giả mạo. Đột nhiên bảng cổ phiếu chuyển động khủng khiếp, cổ phiếu hứa phàm vừa mua chỉ trong một phút đã tăng gấp trăm triệu lần. Tất cả đều trợn tròn mắt kinh ngạc, chẳng lẽ đây chính là linh hồn thiếu gia ở trên trời phù hộ độ chỉ xuống. Đến hứa phàm cũng bắt đầu nghi hoặc về khả năng thần bí của bản thân, đúng là một cú lội ngược dòng ngoạn mục. Nhị thiếu gia nhất thời cãi lại không được vẫn cố lôi ra vài điểm yếu khác của hứa phàm để bắt thóp. Theo hắn ta nói cổ phiếu của công ty này mặc dù không tăng nhiều nhưng trước giờ chưa từng vụt khỏi top cao nên hứa phàm căn bản là mèo mù vớ cá rán thôi. Nhị thiếu gia lại lần nữa thách thức hứa phàm chứng minh thực lực. Lần này hứa phàm phải chọn cùng lúc 10 cổ phiếu tăng gấp bội nếu không sẽ đổ máu dưới cây kiếm của nhị thiếu gia. Hứa phàm lại nhắm mắt nhắm mũi ấn bừa vào cổ phiếu sau đó đưa cho nhị thiếu gia. Anh ta cầm kết quả trên tay tự đắc mà đưa cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng. Không nghĩ hứa phàm lại ngu ngốc đến nỗi chọn tất cả những doanh nghiệp màu xanh đang tụt dốc. Lâm Tiểu Thư liền quay sang tức giận, tất cả là tại hứa phàm đã ngủ say trong lúc học tài liệu đây mà, lần này thì chết đến nơi thật rồi. Trong lúc nhị thiếu gia đang chĩa kiếm vào mặt hai người, màn hình cổ phiếu bất ngờ có biến động khiến cả hai sáng mắt lên. Ngỡ tưởng phép màu sẽ xảy ra lần nữa, ai ngờ lại là biến động của việc thua lỗ trầm trọng thiệt hại cả ngàn cổ phiếu. Lần này có mò ích thêm 10 cái miệng Lâm Tiểu Thư cũng không bao che được cho hứa phàm. Tất cả mọi người xung quanh đều đồng lòng yêu cầu nhị thiếu gia diệt bỏ đám người giả mạo làm trong sạch thế giới kinh doanh. Tất cả đồng tâm hiệp lực hô giết giết giết. Lâm tiểu thư vất vát nốt 20 giây để cùng chờ đợi, đám người xung quanh cười không ngậm được mồm chờ trò hay. Nhị thiếu gia đếm 3 2 1, bất ngờ màn hình chứng khoán thay đổi hàng loạt chuyển đỏ lia lịa. Không thể tin được tình thế đã thay đổi trong phút bù giờ, Hứa Phạm vừa kiếm được 100 triệu từ 1 đô la, bây giờ lại kiếm về cả nghìn tỷ bạc, đây đúng là huyền thoại chưa từng xảy ra trong giới kinh doanh nhị thiếu cứng họng không thể tin vào mắt mình hứa phàm còn không dám tin hơn chẳng lẽ đây chính là hào quang nam chính lâm tiểu thư dựa vào đó tự tin về danh tính thật của thiếu di đứng lên ra vẻ với nhị thiếu nhị thiếu cũng đâu có vừa hắn ta lại bị đặt lâm tiểu thư vì là tiến sĩ trong giới tài chính nên đã thông đồng hách vào hệ thống chứng khoán lừa tất cả mọi người thôi đây có khi đều là tiền ảo mấy tên chuyên gia bên cạnh nghe cũng hợp lý lập tức hùa theo để chứng minh bản thân lần nữa nhị thiếu vẽ ra chuyện yêu cầu hứa phàm chuyển hết tài sản hàng tỷ đồng bên nước ngoài về thị trường trong nước hứa phàm một lần nữa gà mờ ấn sai khiến hội trường nháo nhào lên cười nhạo lần này họ chắc như đinh đóng cột anh là hàng giả rồi khuyên hứa phàm chuẩn bị tinh thần mà ngồi tù bóc lịch thôi một đoàn người bất ngờ xông vào gây náo loạn hội trường vừa tới đã quỳ xuống yêu cầu hứa phàm đừng tiếp tục chuyển dịch tiền tệ đây chính là ba ông hoàng tài chính lớn nhất cả nước bọn họ chức cao vọng trọng lần đầu tiên đến với thành phố này vậy mà để cầu xin hứa phàm. Hóa ra giao dịch không chuyển được vì nếu tiền của hứa phàm chuyển đi thì nền kinh tế của nước nhà sẽ bị lũ lụt thảm hại nghiêm trọng, hứa phàm thực sự dùng một đô la kiếm được nghìn tỷ đồng. Lâm Tiểu Thư và thư ký tự hào khoanh tay vênh mặt lên chế diễu nhị thiếu gia. Bây giờ là tin thì tin không tin cũng phải tin, đã có hẳn ba ông hoàng tài chính đến làm chứng rồi. Không ngờ hứa phàm lại may mắn đến thế, chuyện ngoạn mục như thế mà cũng có thể xảy ra, nhị thiếu gia đành ngậm mùi nhận thua lần này thế nhưng hắn ta vẫn chưa chịu dừng lại liền nhắc đến cô vợ ở nhà của anh trai Tĩnh Dương được coi là người phụ nữ có một không hai đẹp nhất ở cái đất này Hứa Phạm chưa kịp mơ mộng thì hắn ta nói sẽ cho gọi chị dâu vào làm chứng kiến anh giật bắn mình cánh cửa lớn mở ra có ba người phụ nữ mặc đồ cô dâu tiến vào dàn hàng được biết thì đại thiếu gia và vợ Tĩnh Dương là Thanh Mai trúc mã từ nhỏ nên dù có xa cách trăm mét cũng có thể nhận ra đây chính là phép thử dành cho Hứa Phạm nhưng anh mới chỉ nghe danh chứ chưa bao giờ được nhìn tận mặt làm sao mà chọn đúng được. Lâm Tiểu Thư ra hiệu cho thư ký dùng phép hất che mặt lên, lão già bên cạnh lại cho vạt áo che lại, chứ thế người hất lên người che lại náo loạn. Nhị thiếu gia chặn luôn hai phép của họ lại, yêu cầu Lâm Tiểu Thư không rời trò nữa. Cô bị bắt thóp đành đẩy hứa phàm lên chọn bừa, anh nhắm mắt chọn cô gái bên tay phải, không ngờ nhị thiếu gia lại cho rằng đó là đáp án đúng, rốt cuộc thì hứa phàm có thể may mắn đến mức nào. Để thêm phần kích thích, nhị thiếu gia ngỏ lời cho đôi nam nữ lâu ngày gặp lại cùng trao nhau nụ hôn nồng cháy hứa phàm sướng ngượng đỏ mặt nhưng anh không biết đây đều là mưu hành kế bẩn vốn dĩ trong ba cô gái không có ai là tĩnh dương thật cả hứa phàm háo hức mở trùng đầu lên rồi tí thì ngất tăng sông với quả nhan sắc của người ở dưới thế nhưng đã lỡ cực phải hôn với nhị thiếu gia lại thêm cô gái xấu xí cứ chu mỏ lên hứa phàm lại nhắm mắt nhắm mũi chịu đựng theo bất ngờ có tiếng nói ngăn lại bờ môi cá sấu người phụ nữ đẹp như tiên dáng trần này chính là tĩnh dương vị hôn phu đáng ngưỡng mộ của đại thiếu gia tập đoàn thiên hành. Cô vừa đến đã mắng chồng mình trăng hoa ngu ngốc, sao lại dám tìm người phụ nữ xấu xí như này để ngoại tình chứ? Hứa Phạm bây giờ có để lọt tai câu nào đâu, anh còn bận suýt xoa với nhan sắc của cô vợ hờ mình, không biết tu bao nhiêu kiếp mới lấy được mỹ nữ như vậy. Tĩnh Dương tiểu thư không những xinh đẹp tài giỏi hơn người còn có uy lực cao quý, cô thẳng tay tát người phụ nữ bên cạnh nhiều lần chỉ vì cô ta dám gọi tên mình sau đó còn tát được vào mặt nhị thiếu gia oai phong vì không kính nể gọi cô là chị dâu. Nhị thiếu gia tốt bụng nhắc nhở cô nên nhìn người cho kỹ thế là lại ăn thêm cái bạt tai, người mà bà đây thích không đến lượt người khác đánh giá. Không biết thiếu gia trước sao chứ hứa phàm thích tĩnh dương tiểu thư đến khờ luôn rồi, làm sao dám phản bội theo người phụ nữ khác nữa. Tiểu thư vỗ tay hai nhát, một loạt đồ sang trọng được mang vào bao gồm Porsche, ngọc bội cả đôi và biệt thự hạng sang đều để chào mừng sự trở lại của đại thiếu gia. Hứa phàm sáng hết cả mắt, Tương lai đành nhờ nhà vợ rồi. Hứa Phạm thích thú chỉ cái po không ngờ vợ lại tưởng anh chỉ gái đẹp nên véo cho một nhát. Cô vợ này gì cũng tốt có điều là hơi chiếm hữu quá rồi. Tĩnh Dương tiểu thư đem đến chiếc vòng ngọc song ngư đại thiếu gia thật đã tặng nửa còn lại là Lâm tiểu thư giữ. Nay cô đã trở về đến lúc phải ghép thành một rồi. Lâm tiểu thư nghe theo đem tới mảnh ngọc bội vừa ghép vào liền phát ra thứ ánh sáng mạnh mẽ. Toàn bộ hội trường rúng động vòng thiên hà sau đó xuất hiện tám mảnh đá thần bí. Hóa ra đây là 8 lời khuyên mà đại thiếu gia đã để lại, không ngờ chỉ vài phút mà Hứa Phàm đã hoàn thành được 4 rồi. Chẳng lẽ đại thiếu gia thật không những là ông hoàng tài chính còn là một chúa rồng thực sự, tất cả những gì diễn ra đều trong dự tính của anh ấy. Nhị thiếu gia chứng kiến chuyện này một lần nữa khẳng định Hứa Phàm không phải anh trai mình, để chứng minh suy nghĩ của mình là đúng, hắn ta quyết định sử dụng thủ pháp khác mà mình luyện được. Biết được thứ đồ báu vật yêu quý nhất của đại thiếu gia là thanh kiếm linh hồn, nhị thiếu gia liền làm phép thuật triệu hồi điều này kinh động đến người bảo vệ kiếm mà đại thiếu gia đã bổ nhiệm nhận thấy có chuyện xảy ra với chủ nhân ông ta cũng nhanh chóng rời đi thanh kiếm được triệu tập về cắm ngay lên bình đá giữa trung tâm hội trường thanh kiếm long hồn này là bảo vật gai truyền của nhà họ từ được chúa ban tặng cho đại thiếu gia và cũng chỉ có mình anh mới có khả năng rút được nó ra khỏi nơi bảo vệ chính vì thế nhị thiếu gia lợi dụng vào nó để chứng minh thân phận cho anh trai tất cả mọi người đều háo hức chờ đợi ai cũng cho rằng mình may mắn lắm mới có cơ hội chứng kiến hành động lịch sử như thế này duy chỉ có hứa phàm là chân tay run lẩy bẩy mấy thứ trước đó đều là ăn may nên mới vượt qua cứ tưởng là ải cuối rồi không ngờ vị đại thiếu gia này lại nhiều thuật vô song như thế bây giờ không tham gia thì bị lộ mà tham gia thì cũng bị lộ vì thất bại thôi lúc này cả ông trùm tài chính của thành phố lẫn vị sư phụ canh gác kiếm đồng thời xuất hiện ông trùm vừa cúi đầu xuống chào cậu chủ thì bị nhị thiếu gia rội ngay cho gáo nước lạnh vào mặt Ông ta đã theo đại thiếu gia bao nhiêu năm rồi mà bây giờ cũng không phân biệt được thật giả. Nhân tiện có cả quan chức thân cận và kiếm sĩ ở đây, tất cả sẽ cùng chứng kiến xem hứa phàm có phải hàng thật không bằng cách xem thanh kiếm có được rút lên không. Bị đâm người ngoài chèn ép quá nhiều đến nhức cả đầu cuối cùng hứa phàm cũng lên tiếng. Anh lựa chọn không rút thanh kiếm này ra bởi một khi nó được rút ra sẽ rất dễ rơi vào tay bọn sâu xa đại loại như nhị thiếu gia đây chẳng hạn. Thái độ quyết đoán này của anh khiến cho thư ký và lâm tiểu thư rất bất ngờ, nó giống hệt như khí phách của đại thiếu gia thật vậy. Thế nhưng thêm cả lý lẽ của luật sư Lâm vào đám người vẫn quy hai người vào tội bịa đặt lý do nhảm để né tránh việc chứng minh thân phận. Nếu là đại thiếu gia vô song huyền thoại sẽ không để mọi người phải nghi ngờ lâu như vậy. Tất cả đám người xung quanh đều đồng lòng chứng giám, ép hứa phàm phải rút thanh kiếm ra cho bằng được nếu không sẽ bị quy vào đồng phạm trước cái chết của đại thiếu gia. Thấy thái độ của hứa phàm vẫn lưỡng lự, nhị thiếu gia lao ngay vào chị dâu bóp cổ, Hứa Phàm không chứng minh được thân phận thì đương nhiên đêm nay hắn sẽ hút chị dâu xinh đẹp này. Không nhẫn tâm nhìn mỹ nữ bị bắt nạt, Hứa Phàm trợn mắt cứng rắn hơn bao giờ hết dọa sẽ giết nhị thiếu gia nếu không dừng thói biến thái lại. Nhị thiếu gia lại sợ quá, Hứa Phàm mà là anh hắn thật thì hắn rửa cổ cho mà chém. Để không trì hoãn thời gian của mọi người, người phụ trách tuyên bố từ nay tập đoàn Thiên Hành sẽ là của nhị thiếu gia. Hắn ta vui vẻ ôm luôn lấy chị dâu gạ gẫm cô bỏ anh trai theo mình hưởng vinh hoa phú quý bất ngờ hứa phàm xoay người lại thư ký lâm sợ bị bại lộ nên ngăn cản lại liền bị nhị thiếu gia túng cổ lại chèn ép đe dọa sau đó còn đánh cô trước mặt hứa phàm không những thế hắn còn mặt dày chơi chẽn túm luôn cả tĩnh dương tiểu thư hứa sẽ hút chọn hai cô gái trước mặt hứa phàm liên tục bị chèn ép khiến cho nội tại của hứa phàm phản ứng dữ dội bằng một cách thần kỳ nào đó hứa phàm đưa tay ra sau thực sự rút được thanh kiếm long hồn không cần biết đây là kiếm giả hay thật nhưng thời khắc này hứa phàm đã thực sự biến thành thiếu gia từ hứa ngụy rồi nếu đã vậy dám đụng vào vợ anh anh sẽ giết thẳng cổ tên nhị thiếu gia thanh kiếm đã chĩa thẳng ít hầu của nhị thiếu gia rồi tất cả đám người vừa mùm mép tép nhảy xung quanh đều đồng loạt quỳ xuống đổ lỗi cho nhau để xin tha một mạng sống đồng loạt cả trăm gia tộc quỳ xuống xin được đại nhân tha thứ hóa ra đây chính là cảm giác dưới một người trên cả vạn người từ bé đến lớn hứa phàm mới được cảm nhận tuy vậy tên em trai vẫn không chịu thừa nhận danh tính vì rõ ràng chính hắn ta đã bày mưu hại chết đại thiếu gia chuyện đội mồ sống dậy là không thể nào hứa phàm cười nhẹ chống kiếm xuống sàn tuyên bố mình chính là ceo của tập đoàn thiên hành đồng thời người em trai cùng cha khác mẹ từ gia chiêu bị trục xuất ra khỏi nhà tất cả đều đồng thanh tán thành quản gia ôm lấy chân hứa phàm vay xin nhưng cũng vô ích anh còn đuổi luôn cả mẹ của em trai ra khỏi gia phả hứa phàm đã tốt bụng cho hắn ta một cơ hội quỳ xuống cầu xin mà hắn sĩ diện không nghe Thế là hứa phàm thẳng kiếm chém ngang người hắn cho về sám hối với đại thiếu gia. Nhị thiếu đã tổn hao không ít sức lực rồi mà vẫn gào mồm lên được. Hứa phàm liền chặn họng hắn cho bay lên trên không trung, huyệt cho ba đường quay tứ phía máu mũi mồm phun từ lừa. Có như thế nhị thiếu gia mới sáng mắt ra mà cầu xin mạng sống thương xót từ anh. Ai ngờ hắn ta chỉ giả vờ để câu giờ cho quản gia tấn công, khiến cho hai mỹ nữ che chắn bị ảnh hưởng không nhẹ. Hứa phàm giật luôn chân ra dùng kiếm lia phép cho lão quản gia về khoa chỉnh hình. Không ai ngờ được trình độ tu luyện của hứa phàm thực sự đã đạt đến mức bậc thầy vô song, dám động vào thì chỉ có thể là chán sống. Một tấm bia đá hiện lên chữ võ thuật vô song, thực sự nếu không tự mình tuyển hứa phàm vào đóng giả lâm tiểu thư cũng đã tin rằng thiếu gia thực sự sống dậy rồi. Hai người nhị thiếu và quản gia lăn lóc trên sàn không dám ho he nữa chấp nhận nhận thua lần này sau đó lê lết đỡ nhau rời đi thế nhưng hắn ta lại có người chống lưng đằng sau tặng cho viên hoàn thiên hồi phục năng lực nhị thiếu gia tiếp tục cười nham hiểm chuẩn bị kế hoạch phục kích mới hứa phàm chính thức ký tên vào bản hợp đồng kế nhiệm từ nay tuyên bố anh chính là chủ tịch của tập đoàn thiên hành đám gia tộc lớn đua nhau quỳ xuống nguyện dâng hết gia tài của mình phục tùng anh đến suốt đời những tưởng mọi thứ đã kết thúc lại có một đám người khác đi vào khẳng định hứa phàm là đồ giả mạo nhị thiếu gia đã lột xác thành người khác hới dâu tóc bạc phơ Hứa Phàm thuận kiếm sông lên không trung nhưng không ngờ sức lực của nhị thiếu gia lại tăng lên khủng khiếp như vậy, kể cả sức mạnh của Thanh Long kiếm hồn cũng không nhằm nhò gì với hắn ta. Nhị thiếu gia đem được thêm ba người đến làm chứng hứa phàm chỉ là một tên giao đồ ăn bình thường. Người đầu tiên là vương thiếu kèm theo người yêu cũ và bắt cóc được cả em gái của hứa phàm đem đến đám người đang quỳ chịu tội lập tứ vùng dậy mắng chửi hứa phàm là kẻ giả mạo yêu cầu được diệt trừ không để lại mầm mống cho xã hội à người yêu cũ còn đem cả vòng ngọc kỷ vật tình yêu của hai người ra làm bằng chứng ném xuống đất thế nhưng hứa phàm vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận để tăng kích thích nhị thiếu gia đặt ngang nhiên thanh kiếm vào cổ em gái anh vì để bảo vệ anh trai mình em gái dù càng hàng không bị sỉ nhục ép buộc đến mức nào cũng không chịu thừa nhận khiến cho nhị thiếu gia vô cùng tức giận nếu đã không phải người thân thì hắn ta sẽ chơi cho bằng chết một đám bảo vệ vây quanh bắt nạt em gái khiến hứa phàm không đứng yên được nữa một kiếm hạ gục. Thế nhưng anh vẫn không thừa nhận đây chỉ là một hành động trượng nghĩa mà thôi. Lại thêm một đám người nữa được ném vào hội trường. Tất cả đều là người thân thích của hứa phàm. Nước đi này đến lâm tiểu thư tinh thông mưu độc cũng không thể lường trước được. Quản gia đường cười ngoác cả mồm. Hắn ta tự hào gì mình nghĩ được điểm yếu của hứa phàm. Đừng tưởng chỉ có ngoại hình giống nhau là có thể lừa đảo. Trong tay hắn bây giờ không những có em họ hứa phàm. Chú và dì của anh mà còn có cả bà nội anh vô cùng yêu quý, đám người nhà Hứa Phàm bắt đầu sợ hãi kêu than trách với anh, dù sao thì họ cũng là họ hàng thân thích Hứa Phàm không thể đẩy họ vào chỗ chết mà không cứu được. Bà nội sợ run đến mức ho liên tục xuống dưới sàn. Hứa Phàm vốn dĩ muốn đứng lên bảo vệ nhưng khi bị Lâm tiểu thư ngăn lại. Hứa Phàm quyết định sẽ không để lộ thân phận để hai mỹ nữ chịu chèn ép của nhị thiếu gia lạnh lùng mà nói mình không hề có quen biết gì với đám người đang quỷ ở kia nhị thiếu gia liền lôi người chú ra đánh tàn bạo dùng sự uất ức của ngô phi nhà để chèn ép hứa phàm nói ra thân phận thật của mình thế nhưng anh đã quyết tâm đóng vai phú nhị đại cho đến giây phút cuối cùng sắc mặt lạnh tanh anh tuyên bố không có quan hệ gì với mấy người họ hàng kia bị chèn đến đường cùng lại còn bị dọa chém giết cả nhà anh họ túng quẫn khai ra hứa phàm có một vết bớt màu đỏ ở háng khiến anh chột dạ đám người xung quanh nháo nhào yêu cầu anh phải cởi quần chứng minh thân phận ngay trước mặt tất cả mọi người có như thế thì họ mới tin Hứa phàm đổ mồ hôi hột nhất thời không biết phản ứng như thế nào để qua chuyện. Nhị thiếu gia quát tất cả mọi người quay mặt lại sau đó để tĩnh dương tiểu thư tự mình kiểm tra thân phận của chồng. Lâm tiểu thư cũng không chịu đứng yên lên tiếng mà nhắc nhở nhị thiếu gia nên biết chừng mực, nếu không thì chết không toàn thay đó. Vậy nhưng càng vòng vo hắn ta càng muốn chứng minh hứa phàm là đồ giả. Trực tiếp kéo quần anh xuống trước sự ngạc nhiên của mọi người. Không thể người vết bớt trên đùi hứa phàm vừa được lộ ra đã biến mất, nhị thiếu gia không tin vào mắt mình túm lấy cổ anh họ để chất vấn anh họ cũng không hiểu ta cách nào để giải thích thế là hắn ta tức giận một dao chém chết luôn ngay tại chỗ đám người họ hành lập tức khóc bù lu bù loa lên yêu cầu hứa phàm phải nhanh chóng thừa nhận thân phận nếu không thì gia đình họ hứa sẽ bị diệt vong mất hứa phàm cũng không muốn nhìn gia đình bị giết bởi vì lựa chọn của bản thân nhưng lâm tiểu thư nhất quyết ngăn lại cô hiểu âm mưu của lũ độc ác kể cả có nói ra thân phận thì chúng cũng sẽ không chịu buông tha May mắn lúc này tĩnh dương tiểu thư lên tiếng đe nạt lại nhị thiếu gia. Cô rút điện thoại gọi cho một nhân vật bí ẩn nào đó, cầu xin bằng mọi sức mình để người đó cứu lấy đại thiếu gia. Có một người vợ hết lòng như vậy hứa phàm cũng đến ngưỡng mộ ghen tị với đại thiếu gia. Một lát sau người đứng đầu tĩnh gia hùng hổ tiến vào hội trường, bà ta đi đến đâu tát người đến đốc tay không ngừng nghỉ dạy cho mất tên phú nhị đại ngu ngốc vài bài học. Cho đến khi kiếm sĩ cúi đầu gọi mẹ xong cũng bị ăn tát thì đám người mới ngớ người ra gì đã đụng nhầm đến tĩnh phu nhân người có quyền lực vô cùng to lớn trong đất nước. Nhị thiếu gia ngu ngốc không biết trời đất còn buông lời nhục mạ trêu gẹo tĩnh phu nhân, mặc dù có hơi đứng tuổi một chút nhưng thân hình cũng khá múp, ngon nghẻ ngọt nước. Lâm tiểu thư bật cười quay sang nói hứa phàm chuẩn bị xem kịch hay. Tĩnh phu nhân bất ngờ ưỡn ẹo xà nẹo hùa theo trò đùa biến thái của nhị thiếu giác còn tiếp xúc thân thể để hắn ta sờ lên bầu ngực tròn của mình sau đó nhân lúc hắn ta đê mê tát thẳng vào mặt cho tỉnh, càng thắc mắc lại càng ăn và đau. Nhị thiếu gia không đấu lại một người phụ nữ lớn tiếng kêu một đám vệ sĩ bên ngoài hùng hồn bước vào dàn binh bố trận. Tĩnh phu nhân cũng không vừa dơ lệnh bài lên không phải đám vệ sĩ bình thường mà một chục tướng quân sát thủ xuất hiện chĩa dao vào cổ từng tên một. Đúng là một người phụ nữ độc đoán lợi hại, tĩnh phu nhân trêu gẹo nhị thiếu gia sau đó tự tay rút kiếm của hắn chém cho một nhát trọng thương. Sự tung hoành thái độ kiêu ngạo của một người nắm trong tay số quyền lực, không một tên nào kể cả nhị thiếu gia đám đứng lên cãi tay đôi với tĩnh phu nhân nữa. Danh tính của đại thiếu gia không ai dám nghi ngờ nữa. Tĩnh phu nhân tuyên bố lý do hôm nay mình đến đây nhân danh người đứng đầu tứ đại gia tộc bầu cử siêu hứa phàm lên làm người nắm quyền từ gia, bên cạnh đó trao quyền ra lệnh cho tứ đại gia tộc. Hứa phàm đơ hết cả người, tự nhiên từ anh shipper bây giờ lại được giao trọng trách lớn nhất cả cái thành phố không biết sức nào chịu cho vừa. Đám người xung quanh lập tức không đồng ý, dẫu sao tứ đại gia tộc cũng là nơi nắm quyền kinh tế chính của đại hạ, không thể nào lại rơi vào tay một người còn bị nghi ngờ thân phận như vậy được. Có sự chống lưng của tĩnh phu nhân, hứa phàm tự tin bước Ellen trên khua tay múa chân từ nay mình sẽ nắm quyền chính của đất nước đầu đội trời chân đạp đất. Trên tay có thanh kiếm long hồn, tên nào dám phản lại đều sẽ nhận cái chết thương tâm. Anh lập tức chĩa kiếm vào cổ tên em trai ngu ngốc ghen ăn tức ở, một đao để hắn quỳ dạp xuống đất. Tên nhị thiếu gia dù có bao nhiêu bằng chứng đi nữa vẫn không chấp nhận thua hứa phàm, trong lưu ác ớt ức hắn ta ngu ngốc buộc miệng thừa nhận mình đã ra tay ám sát đại thiếu gia thực sự điều này làm rúng động dư luận nhưng dù có thế nào mọi người cũng bên hứa phàm cho bằng được nhị thiếu gia gào thét gọi tên một nhân vật khác tiến đến hai tên lão ra đi vào tự tin mình có thể đem đến bằng chứng chứng minh đại thiếu gia thật đã chết bọn họ xông vào trước hết là mở một trận đấu võ mồm với tĩnh phi nhân tiếp đến là cho đám vệ sĩ phía dưới khênh lên một thi thể khẳng định đây chính là thi thể thiếu gia quá cố Hứa Phạm đảo mắt liên tục bắt đầu lo sợ bị bại lộ nhưng không dám nói gì. Tĩnh Dương tiểu thư mạnh dạn đi lên lật khăn sau đó đậy lại luôn. Trước lời lẽ hung hăng của nhị thiếu, cô tát bùng bốp vào mặt hắn ta trách hắn độc ác đến nỗi làm giả cả thân thể anh trai mình. Trên bia đá lên xuất hiện hai chữ mới khiến tất cả kinh ngạc ngoái lại phía sau, tất cả bằng chứng đã phản bội lại nhị thiếu, hắn ta bỗng nhiên trở thành kẻ bốc phét trước mặt bàn dân thiên hạ. Nhưng cho dù có nhiều thế đám gia tộc ngu ngốc vẫn tiến cử hắn lên đứng đầu từ gia để bảo toàn tính mạng. Hóa ra từ lai a ba gia tộc còn lại đã trừa mặt tĩnh ra để cấu kết với nhau cấu kết với nhị thiếu. Bây giờ bảo bọn họ quay sang phục tùng đại thiếu gia đương nhiên là bọn họ không chịu mà tạo phản. Hứa phàm thay đại thiếu gia đứng lên nói hết ốt ức năm xưa khi tập đoàn bị hao hụt nặng nề. Tất cả gia tộc đều sụp đổ là một tay đại thiếu gia đứng lên cuống đỡ, không ngờ lại nuôi một lũ vô ơn như vậy. Có vẻ Lâm Tiểu thư đã dần khám phá ra bí ẩn cái chết thực sự của đại thiếu gia, cô ghé vào tự tin cho phép Hứa Phàm dùng kiếm rồng giết hết đám người vô ơn ở đây. Đám Tam gia tộc bắt đầu cười lớn chế nhạo, còn thách thức sự kiên nhẫn của Hứa Phàm xem anh có dám giết bọn họ không. Giọng điệu ngang tàng khiến người ta thực sự muốn phanh thây đem ném sông Hồng mà. Lúc này bất ngờ có kết quả ADN gì đó bác sĩ mang tới. Nhị thiếu vừa mở mồm đe dọa Hứa Phàm liền đi ngay ra giữa trung tâm hội trường triệu hồi sức mạnh lập tức 8 chiếc bia xuất hiện 8 linh hồn vô song nhập lại thành một đứng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người hứa phàm dưới sự hộ vệ định sẵn của đại thiếu gia hô mưa gọi gió vừng vàng uy nghiêm hơn bao giờ hết từ bây giờ bất cứ ai không tin vào thân phận anh đều sẽ diệt trừ sạch long thần kiếm phát sáng mở cổng thiên giới bốn vị đại thiếu gia tượng trưng cho bốn thần giới kim hỏa thủy thổ xuất nhập thần vào người hứa phàm nhị thiếu gia hành hung bác sĩ ép tuyên bố kết quả hắn đã lén lấy mẫu hứa phàm đi xét nghiệm chỉ không ngờ kết quả hai người lại là anh em ruột. Phép màu này còn khiến cho Lâm Tiểu Thư tưởng mình bị chơi một vỗ. lẽ nào hứa phàm lại là con ngoài giá thú của từ gia. Nhị thiếu gia sợ hãi đến suy sụp, rõ ràng hắn đã cho ám sát đại thiếu gia rồi cơ mà. Tất cả hạ hết chân xuống bày tỏ sự kính trọng, tên nào không sợ thì ăn đòn cho quẻ mà quỳ xuống. Hứa phàm tuyên bố trừng phạt tất cả những người ngu dốt hai mặt, đặc biệt tiêu hủy luôn tứ đại gia tộc cho nhẹ người, lão già họ bạch đứng lên chống chế không phục với hành xử lần này của đại thiếu gia lão ta tự tin tứ đại gia tộc của mình chỉ thua nhà họ từ có chút xíu không đáng bị loại trừ như vậy đám người phía dưới ngay cũng có vẻ hợp lý lần lượt đứng lên phản kháng lại hứa phàm chỉ đứng yên nhếch mép cười đối với những tên phản bội vô ơn anh đây tự có cách giải quyết mà không dùng tới võ mồm lão bạch lập tức nhận được điện thoại thông báo tất cả các tuyến hàng xuất nhập khẩu của ông ta đã bị ngăn chặn lại tiếp đó là hàng đang vận chuyển giờ bị tịch thu hết lão ta sốc đến tí thì đột quỵ may mà vẫn có người đỡ lão triệu thì được thông báo thu hồi toàn bộ đất đai cấp dưới sợ hắn không biết nên nhắc nhở nhẹ nửa số đất của thành phố này là nằm dưới quyền quản lý của từ gia lần này hắn động vào ổ kiến lửa rồi càng nhìn cảnh thấy hứa phàm có phong cách của đại thiếu gia năm xưa tứ đại gia tộc cấu kết với nhị thiếu gia hối thúc hắn mau dậy trả thù dùng sau đó tất cả cùng phô sức mạnh đồng tâm hiệp lực lao lên tiếc là với long thần kiếm trong tay bọn họ có mơ cũng không đụng vào được một sợi lông chân của hứa phàm nhị thiếu gia hốt hoảng đứng lên đấu một trận võ mồm sau lưng hắn ta còn thế lực lớn e là hứa phàm sẽ không thể chịu nổi nhắc tào tháo tào tháo tới liền vị hoàng tử đời thứ 14 của hoàng gia tự tin đem theo quân triều đình tiến vào tất cả đều phải quỳ xuống mà kính chào kể cả tĩnh phu nhân và tứ đại gia tộc cũng không ngoại lệ chỉ còn chừa lại một mình hứa phàm vẫn đứng sừng sững thế là nhị thiếu gia sáp vào mách lẻo luôn lần này hứa phàm có vẻ rén thật sự Mặc dù anh có vô tình đạt được trình độ tu luyện cao nhưng đứng trước hoàng tử khả năng chiến thắng bỗng giảm đi một nửa. Mặc dù theo di chúc, việc đại thiếu gia lên kế thừa tập đoàn là đúng nhưng hoàng tử lỡ chơi thân với nhị thiếu gia rồi nên bên hắn ta hết mực. Theo như thuận ý dân được ý trời thì ép Hứa Phàm phải nhường lại ngôi vị cho nhị hoàng tử. Hứa Phàm đương nhiên không đồng ý, thế là hoàng tử đưa ra lệnh bài rồng thiên hạ uy lực. Hắn đọc tuyên thệ ra lệnh sau đó trao cho nhị thiếu gia, có được lệnh bài trong tay thần dân cả nước đều phải ngả mũ kính phục vì ở trong tứ đại gia tộc nên hai mẹ con Tĩnh Dương bị triệu hồi về, tuy nhiên họ theo phe chính nghĩa nên một mực bảo vệ Hứa Phàm. Có được vợ và mẹ vợ tốt như này, Hứa Phàm quyết tâm sẽ chống trả lại gấp bội. Đám thần dân bên dưới phản bội 100% đồng thanh biểu tình ép Hứa Phàm trả lại Long Hồn kiếm cho người thừa kế mới nhị thiếu gia. Hứa Phàm suy nghĩ một hồi sau lại đưa kiếm ra, có điều muốn giành được thì phải bước qua xác anh cùng ba bốn mỹ nữ ở đây. Nghe xong lão Bạch liền cho thư ký một trưởng cảnh cáo, hành động này thay công chọc đến sự tức giận của hứa phạm. Kể cả có hoàng tử ở đây thì anh cũng chẳng thèm nể mặt nữa. Trái nhà mới lòi mặt chuột, hóa ra tất cả những hành động ngạo mạn trước đây của nhị thiếu gia đều là do một tay hoàng tử ngạo nghễ sắp đặt sẵn. Cuối cùng thì Lâm Tiểu Thư cũng phát hiện ra người đứng sau cái chết của đại thiếu gia là nhân vật cô không thể đụng tới. Hết đường, Lâm Tiểu Thư liền khuất phục yêu cầu hứa phàm cho trả lại long hồn kiếm, trận chiến này không đấu tiếp được nữa rồi thế nhưng hứa phàm đã lún sâu vào mối hận thù của đại thiếu gia rồi anh nhất quyết không trả lại không để phản diện được dịp xâm lấn quyết không nghe lời ra lệnh của lâm tiểu thư lâm tiểu thư ra hiệu để thư ký đưa cho hứa phàm một tấm thẻ với số tiền như ban đầu đã hứa để kết thúc mọi chuyện sau đó cô quay sang cúi đầu với hoàng tử thú nhận mọi chuyện từ đầu đến giờ để chuẩn bị nhận hình phạt. Điều kiện duy nhất để hứa phàm an toàn rời đi lại vô cùng biến thái, hoàng tử lấy một ly rượu vang đổ xuống sàn yêu cầu lâm tiểu thư cúi xuống và liềm nó. Mặc dù cô không chấp nhận kiểu hành xử này nhưng cũng không còn cách nào khác để trục tội giả mạo. Hứa Phàm đã nhanh tay ngăn cản lại. Anh tuyên bố tất cả những người có mặt ở đây đều không đủ tư cách cho Lâm tiểu thư quỳ xuống, không những thế Hứa Phàm còn chĩa kiếm vào mặt hoàng tử không hề kính nể. Hành động này khiêu khích đến bản thân hoàng tử và tứ đại gia tộc, hoàng tử ngạo mạn tuyên bố sẽ hành quyết cả từ gia để trục lỗi cho một người. Lâm tiểu thư không đứng yên được nữa khuyên Hứa Phàm mau thoát vai trở về với thân phận thực sự của mình đừng để liên lụy từ gia cô thậm chí còn yêu cầu anh quỳ xuống nhận tội. Thế nhưng bây giờ hứa phàm đã nhập vai đến phát điên rồi, anh không thèm để ý đến thân phận của hoàng tử mà áp đao đe dọa. Lập tức một đám sát thủ xuất hiện bốn phía xung quanh, đây chính là 10 bậc thầy vô song trong truyền thuyết. 10 bậc thầy bắt đầy xoay tròn tụ họp lại tạo một ma trận vòng kim cô cứng chắc. Hứa phàm vẫn không hề run sợ, ánh mắt anh ánh lên màu vàng đồng tự xưng mình là hứa ngụy đại thiếu gia họ tử, chẳng lẽ đại thiếu gia đã tự mình nhập hồn vào trả thù. Hứa Phàm rút thanh kiếm Long Hồn, mạnh mẽ chấn áp lên bầu sức mạnh của 10 bậc thầy vô song khiến cả hội trường kinh hoàng. Linh hồn rồng ngàn năm được thức tỉnh hóa thân vào cơ thể Hứa Phàm, một đao đá bay 10 bậc thầy trở về với cát bụi. Đây là điều mà chỉ mình thiếu gia Hứa Ngụy làm được, không thể nào lại xảy ra thần kỳ như thế. Hứa Phàm tuyên bố 10 bậc thầy trong mắt đại thiếu gia đây chỉ như con gà con chó thả ngoài đồng ruộng thôi. Đến bây giờ không ai có thể xác nhận người đứng trước mặt có danh tính thực sự là gì. Lâm Tiểu Thư liền thắc mắc về cái xác được tìm thấy, trên đó còn có vòng ngọc mà đại thiếu gia sở hữu. Cuối cùng thân phận cũng bại lộc người đứng trước mặt đây là hứa ngụy thiếu gia, còn người xấu số bị giết chết mới là hứa phạm. Thiếu gia đã nhận thấy sự bỉ ổi muốn chiếm đoạt tài sản của nhị thiếu gia và hoàng tử từ lâu nên mới lợi dụng điểm này ẩn mình dưới thân phận của hứa phạm. Đại thiếu gia hạ một đường lên người hoàng tử như một màn trở lại ngoạn mục. Đám người hẹn hạ xung quanh lại mắng anh không biết điều, dù tập đoàn thiên hành có lớn mệnh, nhưng dám gây thù đến hoàng tử thì ai cũng không thể sống sót được dưới uy của hoàng gia. Nhưng tiếc quá đại thiếu anh tung hoành bao năm nay chưa bao giờ biết sợ quyền lực là cái gì, tất cả những tên hèn hạ đều không xứng để lên mặt dạy đời anh. Huống hồ đằng sau anh còn có một nhân vật không tầm thường, thậm chí có khi đến hoàng tử cũng phải cúi đầu. Cánh cửa hội trường mở ra lần nữa, quả nhiên người đàn ông áo trắng vừa xuất hiện hoàng tử đã cúi gằm mặt không dám nhìn. Chỉ còn tên ngu ngốc nhị thiếu không biết điều mà dám đụng vào người ông ta trêu gạo chỉ trỏ rồi cười nhạo hứa phàm tìm một diễn viên quần chúng thật tệ hắn ta thậm chí còn đòi ông quỳ xuống nhận tội thay cho đại thiếu gia mà không để ý sắc mặt của hoàng tử hoàng tử thẹn tức táng luôn cho nhị thiếu một nhát sau đó quỳ xuống dưới sàn người đàn ông này chính là vua thiên tôn cao quý mà ai cũng phải kính nể hoàng tử thân là đồ đệ mà dạy dỗ người hầu không tốt hắn ném luôn nhị thiếu xuống đích thân ra tay trừng phạt bằng một trưởng trí mạng thiên tôn dây truyền táng lại cho hoàng tử một nhát hắn ta lập tức quỳ xuống bịa đặt mình có ý tốt đến giúp đất nước không bị giả mạo bởi một người bình thường bởi đại thiếu gia là nhân tài hiếm có cần bảo vệ hóa ra ngươi có ý tốt như vậy chứ không phải ngươi chính là người ám sát ta sao tăng chứng vật chứng rõ ràng thiếu gia đem ra cả đoạn ghi âm cho thấy hoàng tử là người đứng sau tất cả mọi chuyện bây giờ có mọc thêm 10 cái miệng hắn cũng không cãi lại được chỉ có thể đập đầu lia lịa xuống đất để xin thiên tôn tha mạng thiên tôn lớn tiếng dạy dỗ hắn một bài học nên người vốn dĩ nên làm bàn đạp bảo tồn một nhân tài tài chính như đại thiếu gia vậy mà hắn lại dám lấy lòng tham hư vinh của mình suýt thì hủy hoại cả một đất nước thiên tôn cho áp giải cánh tay phải của hoàng tử vào hắn ta vì để giữ lấy mạng sống mà khai toàn bộ âm mưu từ đầu đến cuối của hoàng tử đứng trước tội ác tài đình này đại thiếu gia quyết định hạ lệnh chu di cửu tộc đối với vương gia cuối cùng thiên tôn đã nhường lại ngai vàng cho đại thiếu gia anh cũng thú nhận vừa rồi mà một màn kịch khác thân phận thực sự của anh là shipper hứa phạm. Tuy nhiên thiên tôn đã nhìn ra năng lực của anh còn lợi hại hơn cả thiếu gia hứa ngụy, đời này không tránh được trọng trách to lớn rồi.